Rồi, chào tất cả anh em nhé. Em vẫn là Quyết Bắc Giang. Số điện thoại liên hệ mua hàng của em trực tiếp là 0364016683. Đấy. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em hàng nó, hàng bây giờ qua cái đợt dịch thì nó hơi về nó hơi chậm một chút. Đấy, anh em mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với em nhé. Hàng cũng về ít thôi. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng alo cho em. Đây, giới thiệu một chút con máy 67 con không đề nha anh em á, nắp cho zin 67 anh em, công suất 125 nha các bác nhá. Đây. Zin 125. Đấy. Còn giá bán thì các bác liên hệ em. Còn bác nào mới thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nút góc màn hình này. Sau video là hay anh em. Đấy, trước tiên em giới thiệu con 67 này. Rồi quay. Đấy, con 67 này thì đấy. Thì bóc này ra. Đây là phần điện của nó anh em nhá. Đấy. Điện với phần cơ của nó đây. Cái này thì nó đóng số sẵn rồi. Đấy, về các bác gọi là lắp chơi rồi, chứ còn ấy kia để hợp pháp thì không hơi khó. Đấy. Về các bác là thay mang cá zin, mang cá có chữ Honda này. Đây là hàng Đài Loan đấy các bác nhá. Đấy thì nó không dập hãng vào đây thì đấy bên em đây. Hàng toàn hàng mới. Còn đập thùng nhá, đây toàn thùng của nó đây. Hàng em vừa về lô được được 20-30 con nhưng mà đấy, các bác đặt hết rồi. Đây, giới thiệu con thứ hai là con 67 để gầm cho các bác nào muốn trông nó khác biệt một chút mà nó đè được, mà nó đè được nhá. Đây. Nó cũng là 125 thôi nhưng mà nó có đè các bác nhá. Đè đây, côn tay. Giống y hệt con 67 luôn. Đấy, hàng trước khi ra khỏi nhà máy người ta đã test rồi. Đấy, con 67 nhá. Đấy. Rồi. Lần đi. Đấy. Đây là con 67 đây. Bên cái lốc bên này này. Đấy. Các bác xem video rồi các bác cứ liên hệ với em trực tiếp. Nó có cả mang cá đấy, cái này nó có mang cá luôn. Ở hộp luôn. Thì là bốn số tròn các bác nhé. Đây. Hai loại máy là bốn số tròn hết. Bốn số tròn. Nó đầy đủ theo các bác là cần đạp cần số, chế hòa khí. Nắp zin cho 67 luôn. Hàng này thì tuyệt vời luôn. Nhiều bác nắp xong rồi muốn mua 2-3 con nữa, tại vì các bác làm con máy để làm con máy chạy được ấy, thì thứ nhất là nhặt đồ nó rất chi là mất thời gian. Làm thì nó cũng được thôi nhưng mà các bác làm mất 2 triệu rồi. Thì con này nó phân khúc thì các bác mua máy mới thì nó rẻ được nó đẹp mà nó có thể làm lại mà chạy cực ngon luôn. Đấy. Em thật thật. Đấy còn con thứ ba con Li Fang. Lắp cho Oizim Cook Win. Đấy, các bác là có máy Win nhé. Hoặc là ấy thì các bác mua con này. Đấy. Hoặc là con nào con bác dùng côn tay ấy. Con này đề trên nhé, Li Fang. Li Fan 125. Đấy, giá của nó giá bán em bán 5 triệu nha. Đấy, bốn số tròn. Đấy, công suất 125. Cái này thì nó không dập công suất đâu. Thì hàng em bán thì có con nó dập, có con nó không. Thì các bác cầm mua thì liên hệ. Con này thì hàng chính hãng thì nó giá nó hơi cao một chút. Đấy. Các bác mà mua hàng thì alo cho em. Đấy. Đấy, con Li Fan. Bỏ con kia. Đấy. Thì tổng thể là em quay là ba con, bốn con, một con zin pin nữa, hàng nội địa Trung Quốc nhé. Đây. Một con zin pin hàng nội địa Trung Quốc nhé. Con này thì các bác mua côn tự động có mà côn tay cũng có. Con này hãng này thì bên em giờ đang bán là giá là rẻ nhất này. Đấy. Giá nó có 3.800.000 đồng thôi. Đấy. Con này zin pin, côn tay cũng có, côn tự động có nhưng mà máy công suất 110. Cái cốt này dài này, nắp cho cái hộp số tiến lùi ấy. Thì nó ngon nhất này các bác này. Đấy. Đấy. Zin pin nó dập hãng, hàng nội địa, hàng này thì cũng chuẩn lắm. Cái lốc máy thì nó nháy hà con Li Fan sang này. Đấy. Côn tay. Bác nào thích côn tự động có côn tự động nhá. Đấy. Quay chi tiết, hàng cũng là hàng mới hết các bác nhá. Hàng toàn hàng mới thôi. Hàng bán thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại của em này. Đấy. Thì bên em sẽ có giá bán cụ thể luôn, thì bây giờ cũng nhiều người bán mà. Đây, công suất này đầy đủ hết. Còn các bác lưu ý nhé, thì mua hàng này cái hàng máy nó hàng nó cũng nặng, vận chuyển nó xa. Các bác đặt cọc trước cho em phí vận chuyển trước một chút nhé, thì gọi là trách nhiệm một chút cái gói hàng của mình đặt thôi. Đấy, rồi bên em còn rất chia nhiều máy. Các bác nào nhu cầu thì cái alo trực tiếp cho em số điện thoại là 0364011683 nhé các bác nhé. Đấy, quay thực thể lại máy một chút. Đấy, các bác ưng con nào thì alo cho em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video. Xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh em của các bác trên toàn quốc. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một bộ chế xe ba bánh. Thì bên em bây giờ nó có hai loại. Một loại
cầu số 5 tạ và một loại cầu số xe 3 bánh để anh em chế lắp xe Honda nhé. Thì bên em bây giờ đây em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em từ bộ đây. Số điện thoại liên lạc mua hàng của em là 0364011683 và số cuối là số Zalo. Đấy, thì một bộ tổng thể như này giờ em bán 6 triệu rưỡi. Nếu mà anh em muốn mua phanh dầu anh em thêm 300 nữa vào cái kia phanh dầu. Thì là tổng thể tất cả bộ này bao ship cho tất cả các anh em là 6 triệu rưỡi nhá. Nó gồm nhíp này, nhíp dài 80 này, cắt đăng này, hộp số tiến lùi số 5 tạ 4 cấp. Đấy, anh em mua lẻ em lập 5 tạ 4 cấp em bán này. Đấy, cầu cũ em bán lẻ. Cầu này dài 1m3 anh em nhá. Lốp kia là lốp 100/500-12. Đấy là bộ là 6 triệu rưỡi. Sang bộ thứ hai giới thiệu cho tất cả anh em. Đấy, toàn bộ này là bộ mới hết. Mới hết toàn bộ 100%. Nó sẽ đầy đủ là hộp số tiến lùi này, hộp số phụ, số mạnh này, nhíp dài 50 này. Đấy. Cái cầu kia tùy mức anh em thích cầu 1m này, 1m1 này, 80 này. Bên em có hết. Đấy. Lốp 400/12 nhá, 400/12 này. Đây, quay sát chi tiết. Đấy, còn anh em thích mua lẻ nhá, mua lẻ cái bộ hộp số tiến lùi này em bán này. Đây, hàng ở Đài Loan hết nhá. Đấy, em báo giá luôn. Đấy, còn anh em mua lẻ khớp lối, bên em bán lẻ khớp lối này luôn. Đấy, hộp số phụ là số tăng tải đây. Phụ đây. Thì nó đầy đủ cả cần cả dây. Cả cần cả dây hết nhá, đầy đủ hết. Ốc. Đấy, anh em mua lẻ nhíp em bán. Đấy. Nói chung là tất cả anh em mua lên cái gì thì em bán theo cái đấy luôn. Đấy, combo bộ như này là em cũng bán là mới cái mức giá thì tất cả anh em thông cảm là bên em cũng mới bán nhiều khác em cũng không thể báo giá cụ thể cho anh em được. Đấy, còn em bán tính báo giá bán lẻ hết cái chỗ này thôi. Còn anh em mua hàng liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhé. Đấy, anh em cứ đăng ký kênh hoặc là Zalo. Anh em mua hàng xong em sẽ hỗ trợ anh em lắp ráp. Đấy, anh em cứ lưu ý là anh em cứ đăng ký kênh, rồi sau video của em nó còn rất chi nhiều cái món hay nữa. Thì bên em bán đủ tất cả là máy móc rồi tất tật đầy đủ hết. Đấy. Anh em xem tiếp video sau một chút thôi là có máy. Anh em xem máy là 110, 125 này. Rồi tất cả các loại máy nữa. Đấy, bên em là bán đủ rất chi nhiều thứ. Đây em giới thiệu sơ qua cái dòng này thì nó lắp cho Wayzim Cookwin. Đấy, xong rồi em tiếp video nó có sẽ cái mẫu để anh em tự lắp ráp cắt cái đuôi xe Wayzim ra là được. Đấy. Anh em có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp xem. Đấy, anh em mua lẻ bót lái nhé. Bót lái em bán này 1,7 triệu một cái. Nó có cả cần kia nữa. Nên bót lái này thì về anh em tự chế. Đấy, em báo giá hôm nay em báo giá combo hai bộ nhanh để cho anh em xem. Đấy, có thể cần hàng bên em còn rất chi nhiều luôn. Đấy, cầu số lốp nhíp tất cả đầy đủ hết. Bên em còn rất chi là nhiều. Đấy, các bác nào có thiện chí mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhá. 0364011683. Đấy, có Zalo luôn anh em nhá. Anh em mua hàng thì anh em cứ alo. Đấy, bộ cũ bộ mới bên em có đầy đủ hết. Anh em xem tiếp video sau nhá. Rồi chào tất cả anh em. Rồi, chào toàn thể tất cả mọi người. Em vẫn là Quyết Bắc Giang. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một bộ combo để chế xe ba bánh nhá. Đấy, một bộ này bây giờ sẽ đầy đủ hết tất tật. Thì các bác là mua lẻ mua không cần cái này không cần cái kia thì bớt lại cho em. Thì đấy, có nhiều shop thì cũng bán cũng nhiều shop đấy. Nên giờ em không báo giá công khai nữa. Đấy, anh em có thiện chí anh em gọi trực tiếp cho em hai số điện thoại kia. Thì em vẫn là Quyết Bắc Giang. Anh em đi qua anh em nhớ đăng ký kênh góc màn hình, sau có video là hay thì anh em có thể xem mà tự chế được. Anh em cứ xem tiếp video có cái cuối rồi sau em sẽ giới thiệu cho anh em cách chế luôn. Đấy. Bộ phụ tùng nó sẽ đầy đủ như này, nó gồm cầu này, hộp số phụ gọi số mạnh nhá. Đấy, hai khớp lối này, một khớp lối giữa này. Đấy, một hộp số đảo chiều tiến lùi nhá, một cặp nhíp này. Anh em thích nhíp 50 cũng được, nhíp 80 cũng được. Đấy, một cặp vành bánh lốp luôn. Đấy, cả xăm đầy đủ. Đấy, một bộ phụ kiện nó gồm theo là quang nhíp này, hai treo bộ treo của nhíp đấy anh em. Đấy, bộ treo rồi phanh tay xi nhan. Đấy, đây là một bộ đầy đủ. Đấy, một bộ ấy. Còn bên nhà em thì còn rất chi là nhiều cầu, số máy móc rất chi là nhiều. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp tận nơi nhà em mua cũng được, hoặc là hàng em gửi ship COD toàn quốc nhé. Gửi hàng anh em kiểm tra hàng trước khi nhận nhé, yên tâm này, như vậy đi. Ship hàng em sẽ gửi toàn quốc được, tất cả mọi miền tổ quốc. Anh em chỉ cần có nhu cầu ok đặt hàng cho em sẽ gửi hàng tận nhà, và hàng đến nơi anh kiểm tra hàng ok
thanh toán, không ok thì anh em không thanh toán. Thế là được, anh em được kiểm tra xem hàng trước khi nhận nhá. Đấy, tất cả của em là toàn đồ mới, không có đồ cũ đâu, toàn đồ mới hết. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà có ít tiền hỏi đồ cũ thì hãn hữu lắm. Có lúc em có cầu cũ này, lốp cũ, nhưng mà cái hàng đấy thì là em lại ít bán, à, ít có hàng, ít vào. Đấy, em giới thiệu sơ qua một chút như vậy thôi. Đấy, sau anh em mua lẻ hàng hộp số Đài Loan nhá. Đấy, anh em mua lẻ thì là nó sẽ theo cả hộp số mới khớp lối này. Anh em mua lẻ khớp lối có, anh em mua lẻ xi nhan có thì anh nha, xi nhan. Còn anh em nào mà nhíp ấy, anh em mà mua cái nhíp mà chở độ tấn tấn rưỡi thì nhíp làm lái em bán lẻ hết. Lốp em bán lẻ, tất cả em bán lẻ hết nhá, phanh tay. Rồi bộ quang nhíp về đủ hết, còn cầu nữa, cầu em bán lẻ thôi, số phụ. Số phụ nó gồm một số phụ ấy, cần số, dây số và một bảng một cái giá đỡ để mình vào cần số nữa. Đấy, tân tật đủ bộ như thế. Anh em nó có ok được thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại là 0364011683. Đấy, thì hàng của em thì còn rất chi là nhiều. Đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em là ok nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và xem tiếp video của em, cái clip mà em đã chế rồi cho tất cả anh em xem rồi nha. Chào tất cả anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Đầu video em giới thiệu một chút về cách hướng dẫn, xong rồi anh em phụ tùng anh em xem video tiếp nhé. Đấy thì em vẫn là Quyết Bắc Giang, hôm nay em hướng dẫn chi tiết cụ thể để cho anh em lắp ráp một con xe ba bánh tự chế thôi nhé. Đấy, cái mức giá của nó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nhé. Đây là 0364011683 và 0983198883. Anh em cứ kết bạn Zalo hoặc alo trực tiếp cho em nhé. Thì đầu video em giới thiệu một chút này, sau anh em về xem video thì anh em có thể mua hàng, anh em có thể nhìn được. Đấy, nó bao gồm hộp số lùi, tiến lùi này, hai khớp cắt đăng này, cầu này, nhíp này, số mạnh này, lốp nhíp đấy, và treo nhíp, bắt nhíp, quang nhíp đấy, và anh em có thể tự chế được, nó rất chìa dễ thôi. Một bộ phụ tùng thì em để theo video sau thì anh em có thể xem, mà cái giá thì em bao gồm bao ship hết. Thì mới đầu anh em chỉ cần cắt cái đuôi xe, uây xe zin này, anh em hàn khung đấy, hàn khung, nhưng mà anh em bắt cái quang nhíp và cái gối nhíp kia là anh em có thể tự làm được, nó rất chìa dễ, nó không có gì khó cả. Đấy, còn bộ phụ tùng thì em để đằng sau rồi, thì các bác đâu đấy thì cái này thì nó lắp cho tất cả dòng xe nhá, uây zin, cúc win hết đấy, nó vào hết đây. Em cái bộ trước em làm ra cắt hơi dài một chút đấy, bộ nó dễ thôi. Về anh em tự chế thùng đơn giản mà. Anh em xem tiếp video xem phụ tùng nhá.